Xin chào tất cả các bạn, và các em chúng ta lại quay trở lại với chuyên đề Estelle Vis 20 câu lý thuyết hay sai. Chắc chắn là các bạn và các em sẽ thấy rằng là phần này cực kỳ kinh điển, bởi vì là những cái câu cuối là những cái câu mà đa số là các bạn làm sai. Đúng không ạ? Và ở đây bây giờ thầy sẽ chữa cho chúng ta nhá. Các bạn cùng lưu ý. Câu số 1, công thức phân tử nào sau đây là của Steno đơn chức mạch hở? Thì Steno đơn chức mạch hở, công thức tổng quát của nó là CnH2nO2. Đúng không ạ? Vậy nó là B C4H8O2. Câu 2, ethanol đơn chức mạch hở. Câu 2, câu 2 này căng này. Căng ngay từ câu 2 các em ạ. Các bạn nhìn thấy câu 2 căng không? Đấy. Cho ethanol mạch hở công thức là CnHMO6. Quan hệ giữa N với M là, thì CnHMO6 thì suy ra ở đây nó là 3 chức. Thì tương ứng với lại là 3 pi. Bởi vì no mà. Thì suy ra nó phải là CnH2n trừ 2n cộng 2 là 1 pi, 2n cộng 2 là 0 pi, 2n là 1, với 2 pi 2n trừ 2 O6. Đúng không? 3 pi. Ở đâu 1 pi là 2n, 2 pi là 2n trừ 2, vậy 3 pi 2n trừ 4. Vậy m bằng 2n trừ 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu số 3, ST nào sau đây phản ứng dịch KOH theo tỷ lệ số mol ST trên số mol KOH bằng 1 chia 2? Thì nó phải là ST của phenol. Vậy chỉ có thể là CH3COOC6H5 đây thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 4, thủy phân STX C4H6O2 trong môi trường axit thì thu được anhít. Thế thì để thu được anhít thì đuôi của nó phải có dạng là OCH nối đuôi CH2. Thằng này không được, thằng này không được, đây thằng này này. Thủy phân trong môi trường axit này thì thu được này CH3 này, CHO này. Đáp án đúng đáp án C này. Câu số 5, ST này thì không tác dụng được với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Thì anh này có nối đôi CC nên chắc chắn cộng hydro này, chắc chắn thủy phân trong môi trường axit, chắc chắn thủy phân trong môi trường xà phòng này. Vậy là không tác dụng được với kim loại natri thôi. ST này thì không tác dụng natri. Câu 6, cho các chất sau, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất, nhiệt độ sôi thấp nhất là phải là thằng ete, đúng không? Nhưng nó phải là có phân tử khối nhỏ nhất nhé. Nó phải là thằng ete nhưng nó lại có phân tử khối nhỏ nhất. Vậy nhiệt độ sôi thấp nhất của chúng ta nó sẽ là HCOCH3. Nó là ete nhưng mà phân tử khối nó nhỏ nhất trong đá này. Câu số 7, câu số 7, trong thành phần của dầu gội đầu thì thường có một số ete. Vai trò của ete này là tăng khả năng làm sạch của dầu gội, làm giảm thành phần của dầu gội, tạo màu sắc hấp dẫn, thực ra là tạo hương mát, tạo hương thơm mát dễ chịu. D. Câu 8, etin acetat thì không tác dụng được với, etin acetat là CH3COOC2H5 thì nó không tác dụng với hydro. Đúng không? Tác dụng được với oxy đấy. Thủy phân trong môi trường kiềm này, thủy phân trong môi trường axit này, vậy không tác dụng hydro thôi. B. Câu 9, chất nào sau đây tác dụng với tripalmitin C15? Tripalmitin là C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5 thì tác dụng được với dung dịch NaOH, đúng không? Câu 10, cho các mô tả sau, mô tả đúng về axit béo đơn chức carbon không phân nhánh dài, no là không đúng. Vậy đây chỉ có A, B và C mà thôi. Vậy câu 10 đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 3 nhận định. Câu 11, khẳng định nào sau đây là đúng? Chất béo là triete của glycerol với axit vô cơ ở sai, axit béo. Chất béo là chất rắn, sai, nó có chất rắn và có chất lỏng. Dầu ăn và dầu mỡ bôi trơn cùng thành phần nguyên tố là sai, dầu ăn là CHO, dầu mỡ bôi trơn là C và H. Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong nhiều trong dung môi hữu cơ, đúng, 11D. 12. Hợp chất X C8H8O2 chứa vòng benzen tác dụng vừa đủ với NaOH thu dung dịch chứa hai muối. Vậy chắc chắn thằng X của chúng ta phải là ete của phenol. X của chúng ta bắt buộc nó phải X là ete của phenol. Và X của chúng ta nó bắt buộc phải là ete của phenol. Vậy khi và chỉ khi C8H8O2 nó sẽ là HCOO này, C6 này, H4 này, CH3 này,
Anh này có ba đồng phân ở vị trí octo, meta và para. Thế không phải vẽ nữa. CH3 này ở vị trí octo, vị trí meta, vị trí para. Thứ hai là CH3, COO, C6H5. Đây là đồng phân thứ tư. Vậy tổng cộng sẽ có bốn công thức cấu tạo của X phù hợp nhá. Thực ra câu 12 này chúng ta phải học thật kỹ rồi thì khi chúng ta làm chúng ta có thể tô được bốn ngay. Còn những bạn nào mới làm thì chắc chắn câu này rất dễ bị sai. Câu 13, cho các chất số chất trong dãy thuộc loại este. HCO anh này là 1, anh này là acid, anh này là 2, anh này anhid, anh này là 3, vậy có 3 anh. C. Câu 14, số đồng phân este mạch hở có công thức phân tử. Đây này, C3H4O2 vậy là nó có một đôi đôi CC. Đúng không ạ? Vậy với câu 14 này thì có một đôi đôi CC, vậy thì nó sẽ có chỉ một anh thôi, HCOO CH nối đôi CH2. C. Câu 15, chọn phát biểu đúng. Phản ứng giữa axit carboxylic và ancol khi có mặt của axit sulfuric đặc là phản ứng một chiều. Sai, phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thủy phân metin acetat CH3COOCH3 trong môi trường axit, thủy phân metin acetat trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, đúng. Khi thủy phân chất béo luôn thu được ethylene glycol là sai, glycerol. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol, sai nốt. Vậy đáp án đúng đáp án B. Ui, câu 16. X1 thu được PE và X1 chắc chắn là ethylene CH2 nối đôi CH2. X mà ra X1 căng nhỉ. X ra X1 hơi căng. Hơi căng. X mà ra X1, X mà ra được C2H5 thì đây là công thức cấu tạo của X. Được, đây là công thức cấu tạo của M chứ nhỉ. Đề bài hỏi là công thức cấu tạo. À đây, xem thằng Y2 thủy tinh hữu cơ thì nó là metin met acrylat. Nhưng mà đây là hỏi X. Câu 16 đề bài hỏi là X cơ. Khả năng cao thì nghĩ chắc là nhầm. X chắc là vị trí của M này này. X chắc nằm ở vị trí của M này. Hay là công thức cấu tạo của M. Câu 16 này chắc chắn là hỏi công thức cấu tạo của M chứ không phải của X. M là gì? X để CH5OH thì nó ra được thằng này. Thằng Y thì nó là đầu là C nối đôi rồi. Vậy Y nó sẽ là thằng C nối đôi C gạch C COO NA chẳng hạn. Vậy thằng M chúng ta nó sẽ là C nối đôi C gạch COO CH5. Vậy mở thằng nào thỏa mãn. Đây, IB 16 IB ạ. Câu này căng phết. Câu này căng đét đẹt đấy các em ạ. Câu 17, bộ dụng cụ nhìn vẽ. Rồi, số học sinh nhận định đúng là đây là bộ dụng cụ hình vẽ bằng phương pháp trưng cất vì este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol nên trong bình hứng sẽ thu được etin acetat trước. Học sinh 1 này đúng, bởi vì etin acetat sôi ở 77 độ C. Học sinh 2 nhiệt kế cắm vào bình 1 dùng để kiểm soát nhiệt độ phản ứng khi nhiệt độ của nhiệt kế là 77 là có hơi etin acetat thoát ra, chính xác. Khi lắp ống sinh hàn thì phải nước được đi từ vào đầu thấp phía dưới và đi ra ở phía trên. Nếu lắp ngược lại lây ra hiện tượng thiếu nước cho ống sinh hàn khiến ống bị nóng, có thể gây vết nứt làm giảm hiệu quả của sự ngưng tụ. Cái học sinh 3 này là sai nhé. Bởi vì chiều đi vào và ra của nước là nói đúng, nhưng mà lý do sai là nước đi vào ở vị trí thấp. Được chưa? Đấy, nước nó phải đi vào ở vị trí thấp. Được chưa? Và đi ra ở vị trí cao là đúng. Nhưng mà chiều đối lưu lạnh nặng hơn ở dưới, nóng thì nhẹ hơn ở trên. Và nhiệt độ của ống sinh hàn giảm dần theo chiều từ bình 1 sang bình hứng. Được chưa? Sai. Học sinh 4 cho giấm ăn vào ống dịch rượu để điều chế được. Không phải hiệu suất cao. Nếu mà cái này 30 độ thì không thể hiệu suất cao được. Phải nguyên chất. Học sinh 4 cần cho dịch muối ăn bão hòa bình hứng để tách lớp este ở trên. Đúng. Vậy mình sẽ có là học sinh 1, học sinh 2 và học sinh 5. Học sinh 1, học sinh 2 và học sinh 5 trả lời đúng. Vậy mình sẽ có là 3 nhận định đúng. Câu 18. Cho một mol triglyceride X
tác dụng với lá mắt dư thì thu được một mol glycerol. Ui dễ quá, natri oleat C17H33COO, C17H35COO 2 lần, C3H5. 1 PCC cộng 3 PCOO phải là 4 P. Đúng chưa? Một sai. Hai đồng phân. Hai thằng giống nhau, đặt cái gốc này là gốc số 1, thằng này là thằng số 2 thì mình sẽ có là 1 2 2 2 1 2, đúng là hai đồng phân. Công thức phân tử là 18 x 3 cộng 3 bằng C57H33 cộng 35 x 2 cộng 5 bằng 108O6, đúng rồi. Một mol X là mất màu tối đa 2 mol brom. Sai, một thôi, có một PCC thôi mà. Đốt cháy một mol X thu được khí CO2 và nước, số mol CO2 lớn hơn số mol nước 4P. Thì đúng là 3 mol thật. Vậy mình có 2 3 5 là đúng. 2 3 5 là đúng, vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. C. Câu 19 á, tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin. Sau bước 3 hỗn hợp tách thành hai lớp, phía trên chất rắn màu trắng, phía dưới chất lỏng, chính xác. Sau bước 2 chất lỏng thu được đồng nhất. Sau bước 2 chất lỏng thu được đồng nhất, chính xác. Bởi vì là sau bước 2 các chất tạo thành sau phản ứng xà phòng hóa tan với nhau nhá. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là tăng tốc độ, sai. Tách phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan CH lần, đúng rồi, bởi vì phần chất lỏng trong đó nó có glycerol. Vậy sai ở đây là C. Câu 20. Ui dồi ôi, nhìn câu 20. Nhìn câu 20 choáng luôn. Ở đây mình nhìn thấy phản ứng số 3 này, thì thằng X2 này của mình bắt được cái phản ứng chốt. Thì Z của mình là CH3COH, vậy thì X2 là mà lên men giấm thì X2 nó chỉ có thể là C2H5OH. Và Z của chúng ta nó là CH3COH. Được chưa? Sau đó bắt thằng số 4 thì thằng Z cộng thằng X3, có nghĩa là thằng CH3COH cộng thằng X3, thì mình suy được thằng X3 nó là C5 thì trừ đi 2 thì nó còn là C3, X3 là C3. C5H10 thì nó no rồi, vậy là C3H7OH, X3 là C3H7OH. Vậy thì suy ra T nó sẽ là CH3COO C3H7. Được chưa? Đấy là T. Thế thì thằng X1 này thì suy ra Y của chúng ta là muối rồi. Vậy bây giờ mình sẽ suy ra từ thằng 1 mình suy ra. Mình có X2 rồi là CH5OH, X3 là C3H7, vậy ở chôn đấy là 5 rồi. Vậy X1 9 trừ 5 thì còn C4. X1 nó là sẽ là C4 mà nó lại đầu axit. Đúng ạ. Đúng ạ. Vậy thì X1 là vậy thì a à, thế vẽ được luôn. Đúng nhỉ? Đây là 5 rồi thì nó là C4. C4 mà lại có hai chức. Vậy thì nó sẽ là COO này. Na này. COO Na này. Xem bao nhiêu pi. C9H12, 9 x 2 là 18, 20, 20 trừ đi 12, 8, 4 pi. 2 pi rồi, vậy nó còn 2 pi nữa. Vậy nó chỉ có thể là C nối 3 C thế này thôi. Vậy suy ra thằng E. C nối 3 C COO C2H5 COO C3H7. Chất E có đồng phân hình học, sai, không có nối đôi CC. Trong thành phần phân tử của X1 chỉ có nguyên tử 3 nguyên tố, đúng rồi, CONA, đúng là 3 nguyên tố thật. Trong phân tử Y, Y là đầu axit. C nối 3 C COOH COOH. Số nguyên tử oxy gấp 2 lần số nguyên tử hydro. Oxy ở đây chúng ta có 4, hydro chúng ta có 2, đúng. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn X3. Đúng rồi, C3H7OH có 2 đồng phân. Chất Z có thể được tạo thành từ C3OH chỉ bằng một phản ứng hóa học. Đúng rồi, cho nó cộng với CO. Vậy ở đây chúng ta có 4 nhận định đúng nhá. B, C, D, E 4. Đấy, các em thấy không? Để mà giải được những bài này thì chúng ta phải có cái kiến thức nền tảng cực kỳ chắc. Và những cái kiến thức nền tảng chắc này chúng nó chỉ có thể được xây dựng khi mà chúng ta học tất cả mọi thứ nó liên quan logic với nhau.
chứ không phải là chúng ta chỉ đi học mod, thì như vậy thì nó sẽ rất là nó không hệ thống, nó không hệ thống, nó ảnh hưởng đến việc tư duy game. Và nếu mà các bạn mà muốn học những cái kiến thức về hệ thống, về những cái phần mà chia dạng vận dụng và vận dụng cao, thì có thể tham khảo trong khóa học của thầy. Và các em có thể liên lạc với lại thầy hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage để nhận được cái sự tư vấn kỹ càng nhất, rõ ràng nhất. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào các buổi sau.